Đây mà thế này ít nữa nó đổ xuống cái lãnh mương này thì nó phải nói là sai nắm ấy. Mà trái nó đây này, ví dụ đây này, chú biết là nếu mà có hai quả này chú ra đây này thì chú sẽ nhìn cháu vặt đây này, chú sẽ nếu mà chú để ý chú biết này cái quả này nó sẽ kém này đúng rồi thì rồi chú tỉa vào này đấy, vặt bỏ đấy, vặt bỏ này. Thế đây có chùm này, đây này cái chùm 4 này thì sẽ không bao giờ được tất này đấy, thì chú nó nhìn nó đẹp này thì chú sẽ bỏ bỏ một quả đấy, bỏ một quả này là được đấy. Mà bây giờ đấy mình vừa đây này đây 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 vặt bỏ này đấy, chạm vào cái đấy, chạm vào cái đây này, đây ví dụ đây thì chú sẽ vặt vào ngay cái quả nhỏ này này đấy. Cả hai luôn đấy, chùm đây chỉ để hai quả thôi, không chùm đấy để được mấy quả, được hai quả đây này, quả nhỏ đấy đầy ba quả, ba hai quả thôi, quả này là đó nó đấy, kém này đấy. Đấy đây này, đây này chú chỉ để được hai quả thôi, còn này hai quả. Đấy. Đấy như thế này này, sau những cái cành này sau này nó dài hơn kinh cả lắm. Cái clip của mình này, quay ở trên đấy đúng không? Đúng rồi. Anh Phong mạng cái vườn bưởi hoài đấy vào phải bắt một bớt đấy. Cái chữa bệnh sâu gió ấy hôm đấy. Vâng. Đấy xem cái đoạn vườn đấy này. Là trên Nam Phương Tiến. Không phải đâu, vườn này Nam Phương Tiến. Nam Phương Tiến. Ở cái dự án bưởi diễn ở Nam Phương Tiến, này, Trương Mỹ, Hà Nội. Anh bảo là bắt bớt đấy. Đấy đấy, chùm ấy quá thời vật của bớt. Bắt nhá. Đấy. Đấy chú tỉa vào những cái quả nó vẹo để cho nó giữ chất dinh dưỡng, nó nuôi luôn những cái quả chính quả to. Ba quả thôi. Đấy. Chùm này thế này. Đấy cái quả nhỏ đấy vặt bỏ. Đấy phải cứ phải sách vở đầu cứ thực tế này, cứ thực tế. Nghĩa là cháu là nông dân, cháu luôn nói là cháu là nông dân không bằng cấp mà. Vâng. Và đây này giới thiệu với quý vị và con là tại sao cái bưởi diễn ở đây nó sai. Nó cũng một phần là do kỹ thuật và một phần là do đây là giống bưởi diễn xịn này. Thì cái cành, cái lá bà con sẽ biết đây này. Cành lá nó rất là dày lá và luôn luôn là vo nòng lá vào trong một chút. Đấy, lá rất là dày này. Và đây thì trước kia là cắt tỉa cành, đây này chú này, cắt tỉa cành thì thường là bấm chưa sát, vẫn còn khoảng 1 đến 2 cm này. Thì nếu mà biết giờ là cháu bảo chú nếu cắt là chú cắt sát luôn rồi, cắt rồi. Sát luôn thì sau này nó niền vỏ, nó nhìn cái cành nó rất là đẹp đấy. Đây là giống bưởi diễn xịn.